Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Linh Xếp Go. Và hãy theo chân Linh trở về Huế trong chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm này nhé. 2 ngày này Linh sẽ ở khách sạn Villa Huế. Và khách sạn được xây dựng với phong cách hơi hướng cổ kính và mang lại nhiều nét đặc trưng của kiến trúc cung đình Huế. Và điểm đầu tiên chúng ta đi tham quan sẽ là cung An Định, tọa lạc bên bờ sông An Cựu. Đây là cái cung điện riêng của vua Khải Định từ khi còn là thái tử cho đến khi làm vua, và sau này được Bảo Đại thừa kế và từng sống ở đây sau khi thoái vị. Và tiếp theo Linh sẽ đi tham quan phố Tây Huế, một cái điểm nhấn náo nhiệt giữa bức tranh cổ đô Huế trầm mặc. Và sau đó Linh sẽ đi dạo những cung đường Huế để thưởng thức Huế về đêm. Và Linh đang đi trên cầu Tràng Tiền, nó được ví như hình ảnh cô gái Huế duyên dáng, soi bóng dưới dòng sông Hương trong vắt. Và phía trước mặt chúng ta là kỳ đài của Kinh Thành Huế, còn gọi là cột cờ Kinh Thành Huế. Đây là cái di tích kiến trúc từ thời nhà Nguyễn. Và với ngày thứ hai của Huế, ngày trở lại, chúng ta sẽ đến tham quan làng Hương Thụy Xuân, một chốn bình yên giữa lòng cố đô. Để khám phá được cái nghề làm hương truyền thống, ẩn chứa những nét đẹp bao đời của người Việt Nam và sở hữu những bức ảnh thật xịn sò trong cái không gian màu sắc ở đây nhé. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với đồi Vọc Cảnh. Đây từng là nơi các vị vua nhà Nguyễn đã chọn để làm điểm dừng chân nghỉ ngơi và vãn cảnh. Tiếp tục chuyến hành trình sẽ là Đan Viện Thiên An nằm trên đồi Thiên An. Đây là một cái công trình tu viện công giáo hiếm hoi, mang những nét kiến trúc Á Đông. Và cuối cùng sẽ là không gian lưu niệm Lê Bá Đảng. Đây là một không gian rất sáng tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và là địa điểm để giao lưu văn hóa nghệ thuật độc đáo của Huế với cả thế giới. Và kết thúc chuyến hành trình, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.